Vào lúc 6 giờ 15, có một nhóm thanh niên tiếp cận quầy soi có một người phụ nữ ở phường Tân Phước Khánh. Và sau đó, có một nam thanh niên đi vòng qua để bẻ phá, còn hai người này thì ở lại để mua soi, để đánh lạc hướng người phụ nữ. Sau khi người phụ nữ phát hiện như gượt theo, và những tên này đã tẩu thoát. Và tiếp tục, đến 8 giờ nhóm này tại cửa hàng mỹ phẩm ở phường An Phú, thành phố Thuận An. Bẻ phá chậm xe máy trong vòng 5 giây, rồi sau đó hắn đã chạy thoát. Tiếp tục, nhóm nghi can này chậm một xe máy ở phường Bình Chuẩn và cũng là tẩu thoát. Và cuối cùng là nhóm thanh niên này chậm thêm một xe máy ở phường Phú Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một và cũng tẩu thoát. Công an cũng đang trích xuất camera để truy bắt nhóm nghi can này.